Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua tác phẩm Đường tới Điện Biên Phủ do Hữu Mai thể hiện. Phần 19 Mùa Xuân Sầm Nưa Tôi về tới khu căn cứ vào tháng 1 năm 1953, vừa kịp dự hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư. Tại hội nghị, bác trình bày một bản báo cáo quan trọng về tình hình kháng chiến, người nhận định đầu năm 1953, địch thất bại to ở Hòa Bình, cuối năm, thất bại to ở Tây Bắc. Càng thất bại chúng càng điên rồ. Muốn chiếm nước ta làm căn cứ quân sự để tiến công Trung Quốc, chúng sẽ cố chết bám lấy Đông Dương. Từ nay cuộc chiến tranh giữa ta với địch sẽ gay go, phức tạp hơn. Để duy trì kháng chiến trường kỳ và đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, người nêu ra hai vấn đề chính. Một là, lãnh đạo kháng chiến hay là phát động quần chúng tiến đến cải cách ruộng đất về chỉ đạo kháng chiến người đề ra cần tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu để phân tán lực lượng địch và tiêu diệt sinh lực địch mở rộng vùng tự do trên chiến trường bắc bộ bộ đội chủ lực phải dùng vận động chiến một cách linh hoạt để tiêu diệt từng mảng sinh lực địch đồng thời dùng công kiên chiến hút quân địch đến mà đánh phân tán lực lượng địch làm rối loạn kế hoạch địch và tạo điều kiện cho vận động chiến chiến trường sau lưng địch phải đẩy mạnh chiến tranh du kích để mở rộng và củng cố những căn cứ kháng chiến. Luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội, bồi dưỡng cán bộ, coi đó là khâu chính trong các công tác. Phải có kế hoạch chung về việc xây dựng bộ đội, tăng cường và cải thiện dần trang bị cho bộ đội, coi trọng xây dựng pháo binh. Về thực hiện chính sách ruộng đất, người chỉ ra, nền tảng của vấn đề dân tộc là ruộng đất vì nông dân chiếm đa số trong dân tộc, Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, dân chủ nhân dân thật thà thực hiện thì phải thiết thực nâng cao quyền lợi kinh tế của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân. Hội nghị hoàn toàn nhất trí với những điều bác đã đề ra. Ban chấp hành trung ương Đảng đã nhận định, lực lượng ta phát triển không đều, ở Bắc bộ chủ lực ta trưởng thành nhanh chóng. Nhưng chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích trung bộ và nam bộ phát triển không được mấy vì vậy địch có thể tập trung ở bắc bộ đến hai phần ba quân ở đông dương để đối phó với ta trên các chiến trường trung nam chúng sơ hở nhiều đồng bằng bắc bộ là chỗ cứng của địch các chiến trường khác tiêu diệt mềm phương châm chỉ đạo chung của cuộc chiến tranh giải phóng của ta là trường kỳ kháng chiến tự lực cánh sinh vì vậy ta không chủ quan khinh địch không nóng vội không mạo hiểm đánh ăn chắc tiến ăn chắc Chắc thắng thì đánh kiên quyết cho kỳ thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không đánh. Hội nghị xác định phương châm tác chiến hiện thời là tạm thời tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, đánh địch ở những nơi sở hở. Đồng thôi phải hoạt động ở sau lưng địch, bộ đội chủ lực thì vận động chiến là chính, công kiên chiến là phụ. Trên chiến trường sau lưng địch ở Bắc bộ và các chiến trường ở Trung bộ và Nam bộ du kích chiến là chính. Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Ngay sau ngày cách mạng thành công, chính phủ đã có thông tư tạm chia ruộng đất vắng chủ cho dân nghèo theo nguyên tắc dân chủ và giảm tô 25%. Nhưng sau đó chiến tranh diễn ra quyết liệt, ta chưa có điều kiện làm thêm. Căn cứ vào yêu cầu cấp bách của kháng chiến, hội nghị quyết định thực hiện chính sách ruộng đất của đảng tiêu diệt chế độ sở hữu ruộng đất của bọn đế quốc xâm lược ở Việt Nam, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Trước mắt, trong năm 1953 phát động quần chúng nông dân đấu tranh đòi triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, chia lại công điển, chia hẳn ruộng đất của thực dân Pháp và Việt Gian cho nông dân, thiết thực chuẩn bị cải cách ruộng đất. Tiến hành cải cách ruộng đất trong kháng chiến là một chủ trương đúng đắn của Đảng. Nó góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp kháng chiến. Tiếc rằng trong quá trình thực hiện sau này ta vận dụng máy móc một số kinh nghiệm của bạn nên phạm phải một số sai lầm. Năm 1952, ta đã giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. Trong tình hình lực lượng ta còn yếu hơn địch, đây là một thành công đáng kể. Đạt được thành tựu này là do ta đã mở một mặt trận mới thực sự ở vùng sau lưng địch. Từ đầu năm 1953, với những cố gắng của Đờ Lát trước đây, quân đội Ngụy đã có 35 tiểu đoàn bộ binh, trong số đó, 20 tiểu đoàn là do người Việt chỉ huy. Cách đào tạo quân đội Ngụy dập khuôn theo kiểu Pháp. Sĩ quan đều được tuyển mở ô u từ những trường trung học, huấn luyện tại các trường Đà Lạt, Thủ Đức, rồi tung ra chiến trường. Khi tác chiến, các tiểu đoàn Ngụy vẫn do Pháp chỉ huy. Ở Nam Bộ, Pháp đã từng bước bàn giao cho quân Ngụy bảo vệ những địa bàn quân sự, làm công việc bình định. Quân Pháp tập trung vào nhiệm vụ càn quét, tìm diệt lực lượng ta. Chúng bắt đầu thành lập sư đoàn ngụy ứng chiến cơ động hoạt động ở từng vùng. Viện trợ vật chất của Mỹ đã tăng từ 149 tỷ franc năm 1951 lên 196 tỷ năm 1952. Mỹ gấp rút gửi sang Đông Dương máy bay, chiến xa, vũ khí nặng, đạn dược, tàu đổ bộ, xe cộ, trang bị vô tuyến điện, bom napalm và chất đốt một số lấy từ những kho dự trữ tại Nhật Bản và Triều Tiên. Đông Xuân 1952 đến 1953 là thời kỳ khó khăn nhất trên chiến trường Nam Bộ. Địch vẫn bố trí ở Nam Bộ 25 tiểu đoàn, già nửa là Âu Phi. BONGDIBONDIS thay thế dáng xong, tiếp tục gia tăng các hoạt động bao vây, lấn sâu vào vùng căn cứ của ta, chiếm đóng những khu vực tranh chấp. Vùng du kích lập thêm nhiều đồn bốt, tháp canh dọc các đường giao thông, đồng thời tích cực càn quét Bình Định. Chính sách bao vây chia cắt của địch gây nên tình trạng thiếu thốn trầm trọng gạo, thực phẩm, nhất là nguyên liệu, hóa chất sản xuất vũ khí ở các khu căn cứ. Trung ương đã thành lập một hành lang vận chuyển chiến lược từ Bắc Bộ và Nam Bộ. Hàng trăm tấn hàng hóa được liên khu năm tiếp vận vào các bến Củ Mi, La Di, Hàm Tân và Xuyên Mộc tuyến hành lang dài 300 km từ Xuyên Mộc, Bình Thuận về chiến khu đê xuyên qua nhiều cánh rừng, sông rộng, suối sâu, quân địch luôn luôn rình rập do tiểu đoàn 320 của phân liên khu miền Đông đảm nhiệm. Tiểu đoàn còn có thêm nhiệm vụ giữ vững đường liên lạc với Trung ương vào Nam Bộ và ngược lại. Các chiến sĩ với 10, 15 kg hàng trên lưng, vừa đi vừa cảnh giới, đánh địch qua nhiều đêm mới vượt hết chặn đường. Mỗi chiến sĩ chỉ có một bộ quần áo và để dành khi tiếp xúc với dân, thường xuyên phải ở trần. Nguyên liện, hóa cất và các loại súng đạn được kịp thời vận chuyển đã tiếp thêm sinh khí cho các binh công xưởng và những đơn vị chiến đấu trên chiến trường. Tháng 10 năm 1952, một cơn bão lớn chưa từng thấy bất thần ập đến. Nhà cửa, lán trại, kho tàng, hoa màu, gia súc ở chiến khu đê và miền đông hầu hết bị cuốn trôi nước sông Đồng Nai lên cao, có chỗ 7 đến 8 mét. Riêng ở căn cứ Dương Minh Châu, nước suối đôi cao tới 18 mét. Hậu quả trực tiếp và nghiêm trọng nhất của bão lụt là nạn đói. Hàng vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ vùng căn cứ thiếu ăn. Tiêu chuẩn gạo của bộ đội từ 25 kg mỗi tháng tụt xuống chỉ còn 2,5 kg. Mọi người đều phải ăn cháo. Có khi không còn cả gạo nấu cháo, bữa ăn mỗi người chỉ có 5 đến 7 hột mít luộc cầm hơi. Thừa lúc ta đang gặp khó khăn, địch mở hàng loạt trận càn quét quy mô vào các vùng căn cứ và vùng tranh chấp. Tiêu biểu là trận càn kéo dài 53 ngày đêm vào trên khu đê. Bộ đội đói ăn, thiếu thuốc chữa bệnh, lại phải thường xuyên di chuyển chống càn. Khắp nơi, bộ đội địa phương kết hợp cùng du kích và đồng bào đánh địch càn quét các tiểu đoàn tập trung tìm những nơi hiểm yếu tiến công buộc địch phải đối phó. Ngày 17 tháng 10 năm 1952, trong khi các lực lượng vũ trang tại chiến khu D đang tập trung đánh địch càn quét, tiểu đoàn 303 kết hợp với đại đội bộ đội địa phương lái thiêu, tiến công đồn bến sắn, tiêu diệt hoàn toàn một đại đội ngụy. Ta thu được 70 súng các loại, hàng tấn đạn dược và hơn một tấn gạo đưa về chiến khu. Các tiểu đoàn 300, 306, 307 phối hợp với bộ đội địa phương đánh căn cứ tràng bảng, bà trợ, diệt hàng loạt đồn bốt ở thủ biên. Tiểu đoàn 311 đánh vào vùng Hòa An, Cao Lãnh. Tiểu đoàn 303 tiến vào vùng Lộc Ninh, tiêu diệt các bốt thuận lợi, Bù Na. Quân và dân Đồng Tháp 10 đánh bại cuộc càn quét lớn của địch, buộc chúng phải rút lui nửa chừng. Một bộ phận tiểu đoàn chủ lực 302 của phân khu cơ động sang hoạt động trên chiến trường Campuchia, giúp bạn bảo vệ những căn cứ ở miền Đông, xây dựng cơ sở, phát động phong trào chiến tranh du kích. Tại phân liên khu miền Tây Giày đặc đồn bốt địch, tiểu đoàn 307 đánh đồn Bảy Ngân, bắt sống 95 tên với hai chỉ huy người Pháp, thu trên 150 cây súng và nhiều quân trang quân dụng. Tiểu đoàn 410 diệt gọn đồn Tràm Chẹt, thu toàn bộ vũ khí. Một trung đội của huyện Rồng Giang phục kích tiêu diệt hoàn toàn một trung đội biệt kích, chấm dứt hẳn từ đó những hoạt động biệt kích nhắm vào vùng căn cứ của ta. Đến giữa năm 1953, sau vụ thu hoạch, nạn đói ở vùng căn cứ phân liên khu miền Đông mới được đẩy lùi. Trên chiến trường miền Trung, bộ đội chủ lực đã có những tiến bộ lớn. Tại Bình Trị Thiên, nhiều hệ thống phòng ngự của địch bị phá vỡ, hàng loạt vị trí bị san phẳng buộc địch phải rút quân từ miền Bắc và miền Nam tăng cường cho Bình Trị Thiên. Bước vào thu đông năm 1952, Liên khu 5 mở một đợt hoạt động mạnh trên khắp chiến trường, lấy trọng điểm là An Khê. Tại An Khê, bộ đội ta đã tiến công các cứ điểm con Lia, Tú Thủy, Cửa An, Thượng An. Quân và dân đồng bằng ven biển Liên khu 5, Tây Nguyên đánh địch đều khắp, phục kích trên đèo Hải Vân đánh các đoàn xe vận chuyển ở các đoạn Túy Loan Ái Nghĩa, Tùng Sơn Ái Nghĩa, Vĩnh Điện Bình Long. Diệt hàng trăm quân địch. Chiến dịch An Khê kéo dài đến hết tháng 1 năm 1953, buộc địch phải tăng viện trực tiếp cho An Khê 6 tiểu đoàn và đổ bộ lên Quy Nhơ 5 tiểu đoàn để đỡ đòn cho An Khê. Ở đây ta đã diệt 1.600 quân địch, giải phóng 18.000 dân, vũ khí thu được đủ trang bị cho 4 tiểu đoàn những tiến bộ nổi bật trên vùng sau lưng địch diễn ra ở đồng bằng Bắc Bộ. Mặc dù hầu hết lực lượng cơ động chiến lược của địch nằm tại đây, cùng với phòng tuyến Đờ Lát và hàng trăm đồn bốt, địch vẫn không ngăn được chiến tranh du kích ngày càng phát triển. Những đại đoàn chủ lực của ta tự do ra vào vùng tạm chiếm, chủ rộng tiêu diệt hàng loạt cứ điểm. Trước đấy, hiện tượng này chỉ xuất hiện khi ta mở chiến dịch lớn. Cuối năm 1952, đại đoàn 304 tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng, trong đó có vị trí chùa cao. Trung đoàn 88 đã đánh hai lần không thành công. Trung đoàn 48 diệt vị trí vô tình trên đường 21. Địch không biết vẫn cho máy bay thả dù tiếp tế và đưa một đại đội biệt kích tới tăng viện. Ta tiêu diệt tiếp đại đội này. Địch phải mở tiếp những cuộc càn quét với quy mô nhiều binh đoàn, nhưng không còn đủ sức kéo dài ngày. Mỗi khi bị thiệt hại lớn là vội vã rút lui bộ đội chủ lực ta vẫn tiến hành vận động đánh nhỏ ở đồng bằng, nhưng uy lực các trận đánh ngang tầm với những chiến dịch trước đây. Tướng Mạc Giang chỉ huy các cuộc hành quân ở đồng bằng bắc bộ phải thừa nhận đại bộ phận đại đoàn 304 và 320 đã lọt vào khu tứ giác phủ lý, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình và sau ngày 5 tháng 11 năm 1952 trở đi đã đánh chiếm nhiều đồn bốt, nhiều trận phục kích thiệt hại của ta rất nặng và tình hình có thể trở nên nguy kịch chính một số tướng tá pháp đã đánh giá không thể nói là những cuộc hành quân du kích mà phải gọi là mặt trận thứ hai đã được mở ở nam đồng bằng nhưng chúng ta vẫn chưa có khả năng mở một chiến dịch lớn ở vùng đồng bằng và trung du bắc bộ bộ đội chủ lực ta giành thắng lợi ở địch hậu là do duy trì được chiến tranh nhân dân và biết vận dụng có hiệu quả chiến thuật vận động đánh nhỏ kẻ thù có sức mạnh áp đảo về vũ khí trang bị. Phương tiện cơ động nhanh chóng và chúng rất khôn ngoan không bỏ lỡ cơ hội sử dụng những ưu thế đó. Chỉ cần một sơ suất là ta phải trả giá rất đắt. Ngoài thiệt hại của Trung đoàn 98 hồi trung tuần tháng 4 năm 1952 ở vùng Cầu Đuống, Bắc Ninh, không xa Hà Nội, một thất bại đã đến với Trung đoàn 101. Sau một thời gian làm mưa làm gió ở Thừa Thiên, đã rơi vào vòng vây của quân địch ở Hải Lăng, Bộ đội phải mở một đường máu để rút ra với nhiều thiệt hại. Chiến trường thuận lợi của ta vẫn là vùng rừng núi. Trừ chiến dịch Lý Thường Kiệt tháng 9 năm 1951, các chiến dịch ta mở ở đây đều giành thắng lợi. Nhưng một trở ngại lớn đã xuất hiện ngay tại miền rừng núi. Từ năm 1950, để đối phó với sự trưởng thành của bộ đội ta, địch đã xây dựng những cứ điểm đại đội, tiểu đoàn có công sự vững chắc. Hầm ngầm, hàng rào dây thép gai và bãi mìn bao quanh. Nhiều nơi chúng tổ chức thành cụm cứ điểm để hỗ trợ cho nhau. Với lưới hỏa lực bảo vệ từ xa, quân đồn trú cố gắng kéo dài cuộc chiến đấu qua đêm chờ quân cứu viện và máy bay can thiệp trước khi trời sáng. Cách đối phó này tỏ ra hữu hiệu trên địa hình đồng bằng và trung du, nhưng lại khó thực hiện ở vùng rừng núi là nơi bộ đội ta chỉ mong chờ quân viện tới để tiêu diệt. Địch biết rõ điều này, trong chiến dịch hoàng hoa thám chúng chấp nhận để một số vị trí bị bao vây tiêu diệt ché không đưa quân viện tới ở vùng rừng núi vị trí đại đội tiểu đoàn tiểu đoàn tăng cường của địch không còn đứng vững trước những cuộc tiến công của ta trong chiến dịch tây bắc vừa qua địch không sử dụng quân viện khi một cứ điểm bị tiến công cung không dùng lực lượng cơ động để chiếm lại những vị trí đã mất tình hình diễn ra giống như cuối chiến dịch cao bằng khi một cứ điểm bị tiêu diệt là quân đồn trú ở hàng loạt cứ điểm chung quanh bỏ chạy nhưng khác với ở biên giới những cuộc rút chạy ở tây bắc nằm trong ý đồ của chỉ huy pháp nhằm tránh bị tiêu diệt và co cụm lại để đối phó với cuộc tiến công của ta từ những cứ điểm nằm giải rác chúng đã tập trung lại thành tập đoàn cứ điểm bộ đội ta đã mất nhiều thời gian nghiên cứu rèn luyện chuẩn bị mới tiêu diệt được cứ điểm trung đội rồi đại đội của địch ta chỉ tiêu diệt được cứ điểm tiểu đoàn khi bộ đội không còn phải dùng mắc búp đa. Khả năng hiện thời của ta là dùng trung đoàn tiêu diệt vị trí tiểu đoàn địch đóng riêng lẻ. Với tập đoàn cứ điểm như Na Sản, địch đã có một căn cứ lón gấp 10 lần. Nó không chỉ lớn gấp bội về quân số mà còn có thêm sân bay, trận địa pháo, những đơn vị thiết giáp tại chỗ để đối phó với các cuộc tiến công hình thái tập đoàn cứ điểm xuất hiện lần đầu tiên trên miền bắc nước ta từ chiến dịch hòa bình nó ra đời một cách tự nhiên quan địch chiếm đóng một thị xã giữa rừng núi thị xã nằm dưới thung lũng những viên chỉ huy buộc phải chiếm những điểm cao chung quanh nếu không muốn thị xã sở chỉ huy sân bay kho tàng bến phà bị đe dọa dưới họng pháo bắn thẳng của đối phương những điểm cao này liên kết bằng một lưới lửa bảo vệ sườn cho nhau khi bị tiến công nhưng lần này ở tây bắc tập đoàn cứ điểm được xây dựng nhằm mục đích khác XA-L-A-N-G đã chỉ thị cho the line red phải thiết lập căn cứ vững chắc chung quanh một sân bay nằm giữa vùng rừng núi nó sẽ buộc kẻ thù chiến đấu trên một địa hình thuận lợi cho sự phối hợp các loại vũ khí của chúng ta có một sân bay bảo đảm việc tiếp tế thường xuyên những đơn vị chiến đấu đây cũng là căn cứ xuất phát của những cuộc tiến công lớn đồng thời là nơi sẵn sàng đương đầu với các cuộc tiến công. Lực lượng ở tập đoàn cứ điểm nà sản một phần là những đơn vị cơ động tăng cường từ đồng bằng lên, một phần là quân chiếm đóng từ những cứ điểm ở tây bắc rút về. Tập đoàn cứ điểm đã trở thành một biện pháp ngăn chặn mới có tính chiến lược của địch. Người Pháp gọi nó bằng thuật ngữ chiến lược những con nhím Stargary để Harrison. Nó mang hình thái đặc thù của chiến tranh xâm lược Việt Nam. Một kẻ thủ xâm lược với một sức mạnh có hạn nhưng biết rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của chủ lực ta. Nếu so với phòng tuyến bê tông của Lát hết sức tốn kém, giam chân thường xuyên 25 tiểu đoàn tinh nhuệ với rất nhiều vũ khí, thì chiến lược ngăn chặn bằng tập đoàn cứ điểm ở vùng rừng núi của XALANG tỏ ra không kém nguy hiểm. Nó đã hạn chế khả năng giành chiến thắng của bộ đội chủ lực ta ngay trên địa hình chiến trường được coi là thuận lợi từ trước tới nay chúng ta chưa thể tiêu diệt một vị trí trong một tập đoàn cứ điểm mà tránh khỏi tổn thất lớn. Chiến thuật đánh điểm diệt viện khó có điều kiện vận dụng. Vì tập đoàn cứ điểm tự nó có thể đương đầu với những cuộc tiến công, quân tăng viện cũng như đổ tiếp tế tới tập đoàn cứ điểm qua đường sân bay được các vị trí bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Với tập đoàn cứ điểm, địch còn khai thác một chỗ yếu của ta là không thể duy trì số đông bộ đội tại rừng núi dài ngày, vì thiếu lương thực và khả năng vận chuyển có hạn. Địch chỉ cần chờ khi ta rút quân, lại từ tập đoàn cứ điểm tỏa ra chiếm đóng lại những vị trí đã bỏ. Việc duy trì vùng mới giải phóng sẽ gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn cứ điểm trở thành một thách thức mới trên đường tiến lên của bộ đội ta. Cuối tháng 2 năm 1953, Bộ Tổng tham mưu triệu tập hội nghị nghiên cứu cách đánh tập đoàn cứ điểm. Thành phần tham dự là các trung đoàn trưởng thuộc hai đại đoàn 308, 312 những đơn vị chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ mới. Thời gian kéo dài 9 ngày. Hội nghị đã bước đầu đánh giá được chỗ mạnh, chỗ yếu của tập đoàn cứ điểm. Tập đoàn cứ điểm tuy đã cấu trúc liên hoàn của nhiều cứ điểm, nhưng vẫn là những cứ điểm riêng rẽ với những công sự giã chiến nằm trong hàng rào dây thép gai và bãi mìn. Những cứ điểm ở tiếp giáp cũng chỉ có thể chi viện bằng hỏa lực cho nhau khi bị tiến công. Và giữa chúng vẫn có những khe hở mà ta có thể lợi dụng. Khả năng ứng cứu bằng những đơn vị cơ động của bản thân tập đoàn cứ điểm bị hạn chế nếu ta tiến công ban đêm. Trong chiến dịch Hòa Bình năm 1952, những phân đội nhỏ của trung đoàn 36 đã vượt qua con đường độc đạo nằm giữa các cứ điểm. Tiến công trận địa pháo, sân bay và những tiểu đoàn của ta đã tiêu diệt nhanh chóng một số điểm cao trong vành đai bảo vệ thị xã. Tuy nhiên, hòa bình chưa phải là nà sản và đòi hỏi với bộ đội ta trong đánh tập đoàn cứ điểm không phải chỉ là tiêu diệt quân chiếm đóng ở từng cứ điểm, mà phải giữ được vị trí đó để tiếp tục phát triển vào sâu trong suốt quá trình tiến công. Như vậy, bộ đội ta sẽ phải chiến đấu liên tục cả bà đêm và ban ngày, vừa tiến công bộ binh địch vừa phải đối phó với Đại Bác, xe tăng và máy bay. Điều quan trọng là phải hạn chế dược sức mạnh hỏa lực của bản thân tập đoàn cứ điểm. Đối với một tập đoàn cứ điểm như Nà Sản, nhất thiết cuộc tiến công của ta phải có thêm sự trợ lực của trọng pháo và cao xạ pháo. Bạn đang giúp ta xây dựng một trung đoàn liệu pháo và một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly đầu tiên của Liên Xô, nhưng trong mùa xuân các đơn vị này đều chưa sẵn sàng. Còn một công việc quan trọng là chuẩn bị hậu cần. Công tác hậu cần trong chiến dịch Tây Bắc đã mang lại nhiều kinh nghiệm. Liên khu 3 và liên khu 4 đã huy động cho chiến dịch được 5.000 tấn gạo, khi chuyến tới suối rút, còn 1.250 tấn. Số gạo này chuyển tiếp tới cò nòi, bộ đội chỉ còn nhận được 410 tấn. Trên dọc đường vận chuyển, dân công mặc dù khẩu phần hàng ngày rất hạn chế, đã ăn hết 92% số gạo đưa ra mặt trận. Ta thường huy động lương thực từ 9 tỉnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Yên Bái, một nửa số tỉnh này có vùng tạm bị chiếm. Nguồn lương thực chính cho các chiến dịch lấy từ Thanh Hóa. Chiến dịch Hà Nam Ninh, Thanh Hóa cung cấp 98% số gạo. Chiến dịch Hòa Bình và Tây Bắc, Thanh Hóa cung cấp 70%. Thanh Hóa là tỉnh tự do, diện tích rộng và đông dân nhất trong kháng chiến. Người dân xứ Thanh giàu tinh thần yêu nước và cách mạng. Nhưng Thanh Hóa lại là nơi ở cách xa mặt trận trên đường vận chuyển ra mặt trận người dân công vừa đi vừa về có thể phải sử dụng gần hết số lương thực đem theo đây là một bài toán khó anh trần đăng ninh thấy cách tốt nhất là huy động lương thực tại chỗ nhưng tây bắc là vùng rừng núi ruộng ít người dân còn quen với tập quán du canh du cư luôn luôn thiếu ăn chỉ còn cách sửa đường để vận chuyển bằng xe cơ giới ngoài lương thực còn pháo và đạn để đánh một tập đoàn cứ điểm Số lượng đạn dược tiêu hao rất lớn. Và đâu phải chỉ chừng ấy, còn thuốc men cho thương binh, lương thực cho tù binh. Nhưng muốn sửa đường hàng trăm km đường từ hậu phương ra mặt trận cần không ít thời gian. Khi đó chúng ta chưa biết cơ quan tham mưu pháp đã tính toán về khả năng mang vác của dân công ta và đi tới kết luận. Quân đoàn tác chiến Việt Minh không thể hoạt động dài ngày tại một vùng thiếu lương thực ở cách xa khu căn cứ quá 18 km. Phòng nhì Pháp đã tìm ra đáp số khá chính xác. Trở chiêu thay sự tính toán này đã góp phần dẫn tới thảm họa của quân viễn trinh Pháp ở Điện Biên Phủ sau này. Mỗi lần kết thúc chiến dịch, một câu hỏi lại xuất hiện, sắp tới sẽ đánh đâu? Sự chênh lệch quá lớn về vũ khí, trang bị đặt ta vào trường hợp một võ sĩ hạng nhẹ phải đọ sức với một võ sĩ hạng nặng. Trên vũ đài chật hẹp trong một trận đánh kéo dài, mỗi hiệp là một mùa khô, khi đối phương đã thuộc những miếng đánh của ta, mỗi lần vào trận càng khó. Đặc điểm lớn nhất của chiến lược chiến tranh cách mạng là không ngừng tiến công kẻ thù, về tư tưởng chủ yếu là chiến lược tiến công. Bác đã nói điều này từ năm 1942, trong bài thơ học đánh cờ, kiên quyết không ngừng thế tiến công. Suốt 8 năm qua, dù đánh nhỏ đánh lớn, chúng ta đã duy trì cuộc tiến công không ngừng, Do đó kẻ địch luôn luôn được tăng cường vũ khí trang bị, quân số, vẫn lâm vào thế xa lầy, bị động. Ngay từ những năm đầu kháng chiến, cuộc chiến tranh du kích của nhân dân và bộ đội địa phương kết hợp với vận động đánh nhỏ của bộ đội chủ lực đã làm tiêu tan hy vọng giành một chiến thắng nhanh chóng của kẻ thù. Nhưng nếu muốn kết thúc cuộc chiến đã kéo dài, cần đánh bại đội quân chủ lực của địch trong một trận đánh quyết định con đường ta đang khai phá dường như đã bị chặn lại trước sự xuất hiện của tập đoàn cứ điểm chiến dịch tây bắc kết thúc sớm hơn dự kiến lực lượng ta tuy bị tiêu hao nhưng việc bổ sung không khó khăn lắm đa số là thương binh có thể trở lại đơn vị sau một thời gian điều trị bộ đội ta hoàn toàn đủ sức mỏ tiếp một chiến dịch trước mùa mưa chúng ta cần duy trì thế tiến công liên tục để ngăn địch tái chiếm tây bắc càn quét lớn ở đồng bằng hoặc đánh ra vùng tự do chiến dịch Tây Bắc mở ra một phương hướng mới. Với 80% đất đai Tây Bắc giải phóng, những con đường từ đây sang Thượng Lào đều được giải tỏa. Từ lâu, chúng ta đã nghĩ tới việc giúp bạn mở rộng căn cứ du kích ở Thượng Lào thành một khu giải phóng, nơi đứng chân của chính phủ kháng chiến Lào. Này đã có điều kiện. Một mặt trận mới mở ra trên đất bạn cũng buộc địch phân tán quân đối phó, lún sâu hơn vào thế bị động trên chiến trường Đông Dương. Kết thúc chiến dịch Tây Bắc, tôi đã bàn vấn đề này với anh Nguyễn Trí Thanh. Rồi chỉ thị cho Bộ Tổng Tham Mưu khi về tới Việt Bắc phải gấp rút nghiên cứu nắm tình hình địch và binh yếu địa chí Thượng Lào để trình với Tổng quân ủy. Thượng Lào gồm 6 tỉnh, Luông Pha Băng, Sầm Nưa, Siêng Khoảng, Viên Trăn, Phong Sa Lì, Hội Sải, rộng khoảng 135.000 km vuông với 1 triệu dân. Thượng Lào chia làm hai vùng, vùng rừng núi ở phía đông, giáp với Tây Bắc, vùng đồng bằng ở phía Tây, dọc theo lưu vực sông Cửu Long. Thượng Lào với Bắc Bộ Việt Nam núi liền núi, sông liền sông, hai con sông Mã, sông Chu đều từ sầm nưa chảy về Thanh Hóa. Từ Bắc Bộ có nhiều con đường chạy sang Thượng Lào, đường số 6 từ Hòa Bình đi Mộc Châu, và hãng, sầm nưa, đường ngựa thổ từ Sơn La qua Sốp Nạo. Đường từ Thanh Hóa qua Sốp Nạo đều tới sầm nưa, đường số 7 từ Vinh đi Siêng Khoảng, đường từ Điện Biên Phủ qua Tây Trang đi Mường Khoa, luông phá bằng. Về quân sự, Thượng Lào được chia thành khu Thượng Lưu Sông cửu Long, Sông Chấn Ninh và địa hạt quân sự Phong Sa Lì. Quân Ngụy Lào chiếm 90% tổng số binh lực ở Lào, chất lượng thấp, không có khả năng đương đầu với bộ đội chủ lực ta. Quân tình nguyện Việt Nam ở Thượng Lào được tổ chức thành 3 đoàn công tác, mỗi đoàn có từ 4 đến 6 đại đội, phân tán hoạt động tại Sầm Nưa, siêng khoảng và luông phá bằng. Lực lượng của bạn Lào có khoảng 1.500 người, được tổ chức thành 6 đại đội và 24 trung đội chia ra hoạt động ở các tỉnh, chỉ có từ 2 đến 3 đại đội tập trung. Bộ chỉ huy Pháp vẫn coi Thượng Lào là một sân sau an toàn. Sau chiến dịch Tây Bắc, địch đã chú ý Thượng Lào hơn vì khu đệm ở Tây Bắc không còn. Địch tăng cường cho sầm nưa hai tiểu đoàn, đưa quân số ở đây lên 3 tiểu đoàn, và xây dựng thị xã Sầm Nưa thành một tập đoàn cứ điểm nhỏ. Khu vực cánh đồng chum ở Siêng Khoảng cũng được tăng thêm một tiểu đoàn. Ngày 2 tháng 2 năm 1953, Tổng quân ủy nhất trí mở chiến dịch xuân hè năm 1953 ở Thượng Lào. Tổng quân ủy đề nghị với Bộ Chính trị và bác cho phối hợp với các bạn Lào mở một chiến dịch ở Sầm Nưa nhằm tiêu diệt từ 2.000 đến 3.000 quân địch, giúp chính phủ kháng chiến Lào xây dựng hậu phương cho kháng chiến buộc địch phân tán lực lượng cơ động, ngăn chặn âm mưu địch phản hồi tình hình ở Tây Bắc và Bình Định đồng bằng Bắc Bộ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng nhân dân cách mạng Lào và chính phủ kháng chiến Lào nhiệt liệt tán thành chủ trương của ta, hứa tích cực phối hợp giành toàn thắng cho chiến dịch. Cuối tháng 2, nhiều đoàn cán bộ Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục cung cấp và các đơn vị tham gia chiến dịch lên đường trinh sát địa hình, chuẩn bị chiến trường và hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến. Thị xã Sầm Nưa nằm dưới một thung lũng nhỏ giữa vùng rừng núi, địa hình giống như hòa bình tuy đồi núi xung quanh không cao bằng, cây cối ít rậm rạp hơn. Ở đây trước chỉ có một đồn chính, đồng thời là sở chỉ huy khu, với ba đại đội khố đỏ chủ yếu là người Lào. Sau khi được tăng cường, Sầm Nưa đã có ba tiểu đoàn, gồm tiểu đoàn dù Lào số 11 p tiểu đoàn bộ binh Lào số 55 BTL, tiểu đoàn biệt kích Lào số 88 BCL và một số lính pháp quân số là 1.7000 người. Do viên quan tư l -E chỉ huy. Rút kinh nghiệm ở Na Sản, địch đóng thêm 10 vị trí trên những điểm cao chung quanh thị xã, xây dựng công sự kiên cố, có hàng rào dây thép gai bao quanh và hệ thống giao thông hào nối liền các vị trí. Chúng chặt nhiều cây cối để mở rộng tầm nhìn. Địch sửa chữa sân bay giã chiến ở Nà Thông và bãi nhảy dù ở Nà Viêng m a n l -E p l a t thường xuyên cho quân càn quét vùng chung quanh, tung biệt kích thăm dò lực lượng và hướng tiến công của ta. Sầm nưa thực sự là một tập đoàn cứ điểm nhỏ. Tiêu diệt sầm nưa chính là cơ hội tốt cho bộ đội ta tập dượt để tiêu diệt nà sản sau này. Trở ngại trước mắt vẫn là vấn đề tiếp tế. So với nà sản thì đường tiếp tế từ hậu phương tới sầm nưa dài gấp đôi. Một số đường lớn trước đây xe chạy được nay đều hư hỏng nặng. Ở miền núi hầu hết là đường mòn, đèo dốc nối tiếp. Tổng cục cung cấp lập một hệ thống kho tàng, bến bãi trên tuyến đường dài hơn 600 km từ Lạng Sơn qua suối Rút, Mộc Châu, Sốp Hào tới Sầm Nưa. Công binh dùng thuốc nổ phá thác ở tuyến Thượng Lưu Sông Mã. Đồng bào địa phương khiêng hàng trăm chiếc thuyền nan vượt núi tới Mộc Châu, qua biên giới, thả xuống hốp hào để chở hàng vào gần sầm nưa. Trong chiến dịch này, chúng ta đã huy động 80 xe ô tô, gần 90 thuyền các loại, 2.000 xe đạp thổ, 180 ngựa thổ ngoài số dân công dùng quang gánh. Các bạn lão hứa sẽ tích cực vận động nhân dân ra sức khai thác, huy động lương thực, thực phẩm tại chỗ. Bạn cho biết năm nay tỉnh Sầm Nưa được mùa, riêng huyện Siềng Khọ có thể huy động 300 tấn gạo, nhưng phải chuẩn bị muối để đổi cho dân. Một khó khăn nữa là vấn đề giữ bí mật nếu hướng chiến dịch bị lộ sớm địch có thể tăng cường phòng ngự ở sầm nưa đóng thêm một số cứ điểm trường hợp này tuy sẽ khó khăn hơn vẫn nằm trong khả năng giải quyết của bộ đội ta nhưng nếu địch biến sầm nưa thành một tập đoàn cứ điểm lớn hoặc rút chạy thì sẽ là khó khăn thực sự đối với chiến dịch về vấn đề này cũng có thuận lợi là địa bàn mở chiến dịch vẫn nằm trên hướng tây bắc bộ tổng tham mưu đã xây dựng một kế hoạch nghi binh đánh nà sản từ ba hướng sông đà vào, sơn la xuống, yên châu lên. Mọi hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch từ hậu phương lên tới cò nổi. Nếu lộ, địch vẫn có thể nghĩ ta chuẩn bị đánh nga sản. Kế hoạch nghi binh sẽ được đại đoàn 316 tiến hành vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 trước ngày mở màn chiến dịch. Ở hướng chính sầm nưa, ta sử dụng 6 trung đoàn, gồm toàn bộ đại đoàn 308, hai trung đoàn của 312, và trung đoàn 98 của 316. Dự bị cho hướng này là trung đoàn 174 cầu 316 đang làm nhiệm vụ bảo vệ Mộc Châu. Binh chủng phối thuộc có 4 đại đội sơn pháo 75 ly 12 khẩu, 3 đại đội súng cối 120 ly 12 khẩu, 2 tiểu đoàn trọng liên phòng không 12,7 ly, 1 tiểu đoàn công binh và một đại đội trinh sát. Về chiến thuật, bộ đội sẽ dùng lối bôn tập chiến dịch từ xa ập tới bao vây toàn bộ quân địch, khống chế sân bay. Bãi thả dù không cho tăng viện, nhổ những điểm cao quan trọng ở ngoại vi, đánh sâu vào tung thâm, chia cắt quân địch để tiêu diệt. Hướng phối hợp là điện biên phủ. Trung đoàn 148 đảm nhiệm hoạt động tại khu vực sông Nậm Hu, đánh nhỏ ăn chắc, trường hợp thuận lợi thì mạnh dạn khuếch trương chiến quả. Hướng Mộc Châu, Yên Châu, Trung đoàn 165 của 312 dùng các hình thức biệt kích, tập kích vào các trận địa pháo binh. Sở chỉ huy của địch ở Na Sản, phục kích các đoàn xe, cùng với trung đoàn 174 của 316 kiên quyết không cho địch chiếm lại Mộc Châu. Hướng thứ yếu là siêng khoảng. Đại đoàn 304 sẽ đưa hai trung đoàn theo đường số 7 tiến sang Lào, tiêu diệt các vị trí nọng hét, bản ban, phát triển chiến tranh du kích ở siêng khoảng và khang khai. Ngày 17 tháng 3, anh Nguyễn Trí Thanh thay mặt Tổng quân ủy vào Anh Sơn, Nghệ An, cùng với đồng chí PHUMIVONGVICHIT, đại diện chính phủ kháng chiến Lào và mặt trận Lào-Ít-Xa-La, Là, dự hội nghị quân chính của Đại đoàn 394 Quán triệt nhiệm vụ chiến dịch. Sau khi dặn dò các anh Hoàng Minh Thảo, Lê Trường, Tư lệnh và chính ủy Đại đoàn 304, anh Nguyễn Trí Thanh quay trở lại Việt Bắc. Hai đêm 21 và 22 tháng 3, các đại đoàn 308, 312 lần lượt rời Phú Thọ lên đường tới địa điểm tập kết tại Mộc Châu. Do khó khăn về cung cấp, các đơn vị đều tinh giản tổ chức, tự mang lấy đạn bộ binh. Tuyến vận tải chỉ vận chuyển đạn pháo và đạn trợ chiến cho hướng chính của chiến dịch, ước tính 70 tấn. Cơ quan tiền phương của bộ lần này cũng gọn nhẹ, quân số so với chiến dịch Tây Bắc bớt một nửa bộ phận nhẹ đi trước bằng xe vận tải để kịp chuẩn bị địa điểm tổ chức hội nghị trao nhiệm vụ cho các đơn vị. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm các anh Hoàng Văn Thái, Tham Mưu trưởng, anh Nguyễn Trí Thanh, chủ nhiệm chính trị, anh Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm cung cấp và tôi, chiến hào trưởng. Cùng ra mặt trận, về phía bạn, có Hoàng Thân X Thủ tướng Chính phủ Kháng Chiến Lào, đồng chí Cây Sòn phong Vị Hân. Tổng bí thư đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, đồng chí XANHGAPP, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, và đồng chí Thao Ma, bí thư tỉnh Sầm Nưa. Bộ chính trị cử anh Nguyễn Khanh, Trung ương, ủy viên đặc trách công tác ở Lào, cùng đi với chiến dịch. Các cố vấn Trung Quốc tán đồng chủ trương của ta mở chiến dịch ở Thượng Lào, tin chắc bộ đội ta và lực lượng vũ trang của bạn sẽ giành thuận lợi lớn ở đồng bằng Bắc Bộ, Trung Du và các tỉnh hậu phương, ta vẫn để lại lực lượng duy trì các hoạt động tại địch hậu và sẵn sàng đối phó nếu quân địch đánh ra. Tả ngạn liên khu 3 đã có thêm trung đoàn 50 bên cạnh trung đoàn 42. Nhiều tháng qua địch mở những cuộc hành binh vô vọng hòng đẩy các trung đoàn này ra vùng tự do. Bộ chỉ huy Pháp đã coi các đơn vị này là không thể nắm bắt inescible. Hữu ngạn liên khu 3 vẫn do đại đoàn 320 đảm nhiệm. 320 sẵn sàng đánh địch nếu chúng đổ bộ lên Duyên Hải Thanh Hóa. Hướng Trung Du Dược bố trí hai trung đoàn 238 và 246 thiếu một tiểu đoàn. Hướng Phú Thọ có trung đoàn 176 thiếu một tiểu đoàn và một tiểu đoàn của 246. Hướng Hòa Bình có một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 48 cùng với bộ đội địa phương. Phương châm chung ở các hướng này là dùng chiến trường du kích chống địch càn quét khi địch đánh ra vùng tự do thì đánh những trận tiêu diệt gọn từng đơn vị nhỏ của địch. Tình hình Bắc Bộ đã khác nhiều từ sau chiến dịch hòa bình. Tôi cảm thấy an tâm khi cùng bộ đội lên đường sang nước bạn. Hết chương 19, hồi ký đường đến Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp do Hữu Mai thể hiện. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.